Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trơ trọi tàn tro, tài sản bị thiêu rụi hết trong vụ cháy nhà ven kênh ở thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy ven kênh ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh kéo dài hơn 1 giờ tối 1 tháng 4 khiến cả dãy nhà tan hoang sơ xác. Kết cấu các khung bị phá hỏng gần như hoàn toàn. Theo ghi nhận, sáng sớm ngày 2 tháng 4, tại khu vực đám cháy ven kênh Tàu Hủ, đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khói âm ỉ. Lực lượng chức năng liên tục sử dụng nước để dập tắt các đám lửa nhỏ phát sinh. Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 1 tháng 4, khói lửa bùng lên tại một bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau căn nhà trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, sắp mép kênh. Phát hiện cháy, người dân khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Khói lửa bùng lên và lan nhanh sang các nhà dân lân cận. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã điều động triển khai lực lượng ngay sau khi nhận tin báo và cơ bản khống chế đám cháy vào lúc 20 giờ 40. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thống kê ban đầu, tổng diện tích cháy là 470 m². Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120 m², dãy nhà liên kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn. Theo ông Tăng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 8, khi lực lượng phòng cháy chữa cháy xuống đã bảo vệ được 8 căn nhà với diện tích trên 1.000 m². Chúng tôi cũng đã có hướng thuê nhà trọ cho 6 hộ, 21 nhân khẩu để họ ở. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ khắc phục cho người dân. Chúng tôi cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của phường để tổ chức chăm lo kịp thời cho người dân, ông Phong chia sẻ. Nhân chứng bàng hoàng kể về biển lửa bùng lên ở dãy nhà ven kênh ở thành phố Hồ Chí Minh. Tối 1 tháng 4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy dãy nhà cập kênh Tàu Hủ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 22 giờ đêm 1 tháng 4, hàng chục người dân tập trung trước hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, gần hiện trường vụ cháy dãy nhà liền kề cập kênh Tàu Hủ để theo dõi. Trong đó, có một số người là chủ các căn nhà sát vị trí xảy ra cháy, họ được sơ tán ra ngoài để đảm bảo an toàn. Một người dân 61 tuổi cho biết căn nhà của bà bị thiêu rụi do cháy lan. Áo quần, giấy tờ và nhiều tài sản bên trong như tivi, tủ lạnh bị cháy rụi hoàn toàn. Tôi nghe con trai hô, mẹ ơi có cháy nên ôm đứa cháu tháo chạy, không kịp mang theo gì. Mọi người thấy tôi đi chân không nên cho đôi dép, cháy không còn quần áo để mặc luôn. Bà buồn bã nói và cho biết số tiền vài trăm nghìn đồng dành dụm bà bỏ trong áo cũng bị cháy. Bà Liêm và người thân phải ngủ nhờ hàng xóm vì nhà không còn. Là một trong những người tham gia dập lửa, ông Nguyễn Hồng Thanh, 59 tuổi cho biết, ông vừa đi công việc về đến nhà thì người em hô có cháy. Ông Thanh cùng nhiều người vác bình chữa cháy cá nhân đến dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh nên mọi người bất lực và phải rút lui, di chuyển đến khu vực an toàn. Tôi cầm bình chữa cháy chạy đến thì lửa đã lớn lắm rồi. Người già, trẻ em đều được chúng tôi đưa ra ngoài. Ngọn lửa cháy gần tới nhà tôi thì cứu hỏa mới tới. Rất may, lực lượng chữa cháy đến kịp, nếu không sẽ lan sang cả dãy nhà bên trong con hẻm, ông Thanh cho hay. Một người dân khác cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bà đang ở nhà với con trai 10 tuổi. Nghe hàng xóm hô hoán, bà khóa bình ga ở bếp vì sợ nổ và lấy tài sản quan trọng rồi ôm con trai 10 tuổi chạy ra ngoài. Theo bà, vị trí xảy ra cháy là xưởng gỗ, có nhiều nhà dân liền kề. Căn nhà của bà cách xưởng này chỉ vài bước chân. Hàng xóm nhậu trước xưởng gỗ cũ thấy cháy nên hô hoán. Tôi chỉ kịp ôm một số giấy tờ quan trọng rồi cùng con trai tháo chạy, bà kể lại. Tương tự ông Thắng, khoảng 50 tuổi, chủ căn nhà gần xưởng gỗ cho biết, ông đang xem tivi ở trong nhà thì hàng xóm đang nhậu phía trước hô hoán có cháy. Ông chạy ra xem thì thấy lửa bùng phát dữ dội rồi lan rộng. Lúc này, người dân xung quanh mang bình chữa cháy chạy sang dập lửa nhưng không thành. Đám cháy sau đó lan rộng khiến các hộ dân hốt hoảng tháo chạy. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh, lúc 19 giờ 40 ngày 1 tháng 4, đơn vị nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ nằm trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8 và đã điều động 3 đơn vị đến chữa cháy. Lúc 20 giờ 50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tổng diện tích cháy là 470 m². Trong đó, cháy hoàn toàn 50 m² nhà số 206/1/18A, cháy khoảng 100/150 m² diện tích nhà số 206/1/18, cháy khoảng 320 m² diện tích bãi vật liệu gỗ cũ. Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Lực lượng chữa cháy bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120 m². Dãy nhà liên kề bên phải căn nhà bị cháy hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều căn nhà, tài sản.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 28 tháng 2, lửa bùng phát tại cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu, số 61 đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Theo các nhân viên làm việc tại gara, khói lửa bùng phát từ khu vực phía sau rồi lan mạnh ra khu vực phía trước và kho chứa hàng hóa, phụ tùng thiết bị. Hàng chục nhân viên và thợ dùng hơn 10 bình chữa cháy cố dập lửa nhưng không thành, nên hô hoán mọi người tháo chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã điều động 9 xe chữa cháy và 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1 km đường 3 tháng 2 hướng từ ngã tư đường Nguyễn Văn Linh tới vòng xoay cầu Đầu Xấu để phục vụ công tác chữa cháy. Tại hiện trường, xe thang được huy động để phun nước chữa cháy trên tầng 1 và tầng 2. Một nhóm cảnh sát phòng cháy chữa cháy khác phun nước vào khu vực tầng trệt để dập lửa. Do cơ sở chứa nhiều hàng hóa, hóa chất và các thiết bị dễ cháy, lửa bùng phát lớn từ tầng 2 ở bên trong rất khó tiếp cận. Mặc dù đã cố gắng nhưng sau gần 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Các chiến sĩ tiếp tục bơm nước làm mát tòa nhà, ngăn lửa tiếp tục bùng lên. Thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản, thiết bị cùng nhiều ô tô trong xưởng bị thiêu rụi. Tòa nhà một trệt, hai lầu với diện tích khoảng 450m² bị hư hỏng nặng. 10 xe ô tô của khách hàng sửa tại gara bị cháy, trong đó 3 xe bị cháy toàn bộ, tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện máy bơm bên trong phòng sơn của gara ở tầng trệt. Cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu hoạt động được khoảng 20 năm, là một trong những gara lớn ở thành phố Cần Thơ, thường xuyên có 20 đến 30 nhân viên thợ sửa chữa làm việc. Cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Liên quan đến vụ cháy tại gara sửa chữa ô tô Kim Thu, địa chỉ tại số 61 đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2, nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ điều 9 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi rồng phun nước dập lửa. Đến khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục bơm nước làm mát hiện trường, ngăn lửa bùng lên. Gara Kim Thu nằm ngay mặt tiền đường 3 tháng 2 với thiết kế một trệt, hai lầu. Một nhân viên của gara cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khói lửa bùng phát từ khu vực phía sau gara rồi lan mạnh ra khu vực phía trước và kho chứa hàng hóa, phụ tùng ô tô. Trong khoảng 1 giờ, khói lửa bao trùm toàn bộ gara, thiêu rụi hai ô tô đang được sửa phun sơn ở tầng trệt và nhiều ô tô ở tầng 1. Tầng 2 có nhiều thiết bị phụ tùng cũng bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện máy bơm ở phòng sơn. Nhân viên của gara này cho hay vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm khoảng 10 ô tô của khách hàng bị hư hỏng, cùng nhiều thiết bị phụ tùng bị cháy, tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó, khuya 27 tháng 2, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Cộng Hòa. Khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, lửa kèm khói bùng lên tại tầng trệt cửa hàng có nhiều tủ thờ bằng gỗ ở đường Cộng Hòa, phường 4, nằm gần cầu vượt Lăng Chà Cả. Hàng xóm thấy cháy nên dùng bình chữa cháy mini dập lửa, song bất thành do cửa hàng đang đóng cửa. Ít phút sau, đám cháy bùng lên, lan rộng sang nhà bên cạnh cũng chuyên bán đồ gỗ. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Tân Bình điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Một cụ bà ở gần căn nhà cháy đã bị ngạt khói và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Cũng trong ngày 27 tháng 2, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà, khiến một người chết, một người bị thương. Vào trưa cùng ngày, khói và lửa bốc lên nghi ngút từ một nhà dân ở ấp Quảng Đà, xã Đồng Hòa, huyện Trảng Bom. Phát hiện sự việc, người dân hô hoán và tiến hành dập lửa. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường, phá cửa dập lửa, cứu người. Đám cháy được khống chế sau đó. Lực lượng chữa cháy phát hiện ông Đào Duy Đức, 49 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, bất tỉnh ở khu vực nhà bếp, liền sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại phòng ngủ, cảnh sát phát hiện một người khác chưa rõ danh tính đã tử vong. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong ngôi nhà hư hại. Theo người dân, ngôi nhà bị cháy trước là tiệm cầm đồ. Nguyên nhân vụ việc có thể do cháy nổ bình ga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!